Thưa quý vị và các bạn, bệnh dại trên chó mèo là một bệnh nguy hiểm có thể lây qua người. Một khi bị lây nhiễm nhưng không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Phóng viên 24 giờ cùng DRT đã có cuộc trao đổi nhanh với bác sĩ Lê Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết sau khi bị chó cắn mèo cào thì người dân nên thực hiện các biện pháp xử lý như thế nào ạ? Chúng ta phải thực hiện cái rửa vết thương qua cái vòi nước chảy, nước sạch mà chảy. Còn ta có thể dùng xà phòng. Ngoài ra thì sau khi mà rửa vết thương khoảng 10 đến 15 phút thì chúng ta có thể dùng một số cái dung dịch sát khuẩn. Nó có thể là cồn, có thể là iốt hoặc là những cái dung dịch sát khuẩn bovidin chẳng hạn, có thể mua trên các hiệu thuốc về chúng ta bôi lên. Đặc biệt cái vết thương mà do chó mèo cắn cào thì chúng ta đặc biệt là không nên băng kín vết thương. Cái sau khi mà tiến hành xử lý vết thương thì chúng ta phải đến cơ sở y tế được tư vấn và đi tìm huyết thanh và cũng như vaccine phòng dại. Sau khi bị chó cắn, lực lượng chức năng xác định con chó dương tính với virus dại thì người dân nên tiếp tục thực hiện các biện pháp như thế nào, thưa bác sĩ? Thường mà những cái vùng mà có nhiều động mạch thần kinh thì cái cơ sở dịch vụ tiêm chủng sẽ tư vấn, sẽ tiêm huyết thanh để mà trung hòa cái tạo cái kháng thể cho cơ thể, tạo cơ thể thì nó sẽ trung hòa cái virus dại. Thì sau khi mà tiêm vaccine thì tiêm huyết thanh thì tiêm càng sớm càng tốt. Sau khi tiêm huyết thanh thì chúng ta tiến hành tiếp tục cái tiêm vaccine. Vâng, vậy thì để phòng chống bệnh dại thì bác sĩ có khuyến cáo nào đối với người dân ạ? Cái khuyến cáo trong phòng chống bệnh dại theo tôi thì cái căn cơ nhất hiện nay đó là cái việc ta người dân phải quản lý tốt cái đàn chó. Quản lý tốt ở đây có hai cái, thứ nhất là khi nuôi chó thì chúng ta phải rọ mõm, ra đường phải rọ mõm để khỏi cắn người. Thứ hai là chúng ta phải xích, phải nhốt chó, nhốt chó mèo. Cái thứ ba vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải thực hiện cái tiêm phòng vaccine định kỳ cho đàn chó mèo. Khi mà bị chó mèo cắn thì ngoài cái việc xử lý vết thương đúng cách như tôi nói lúc đầu thì chúng ta phải thực hiện đến cơ sở y tế để được tiêm huyết thanh hoặc tiêm vaccine. Thì đây là một biện pháp căn cơ để mà phòng bệnh dại cho người.